Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel LVF. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn quá trình tập luyện 7 phút để có được cái bụng 6 múi. Quy trình tập luyện này thì hoàn toàn không cần thiết bị, vì tất cả những gì bạn cần đó là một chút thời gian và sự cố gắng không ngừng của bạn. Bạn cảm thấy 7 phút nghe có vẻ không quá nhiều thời gian, nhưng nó thực sự làm cho mỡ bụng của bạn tan ra đó. Bạn đang cố gắng lấy lại vóc dáng và bạn mới bắt đầu tập luyện. Mỗi ngày tập luyện trong 7 phút không chỉ mang cho bạn sức khỏe và vóc dáng cực kỳ đẹp mà nó còn phát triển trực giác của bạn nữa đấy. Khi bạn mới bắt đầu tập luyện, có thể cơ thể của bạn hoàn toàn chưa quen với việc tập luyện và các sợi cơ của bạn chưa sẵn sàng. Nhưng vì vậy, bạn hãy cố gắng tập luyện trong một vài ngày và cũng chỉ mất một tuần để phục hồi mà thôi. Khi mới tập luyện, chúng ta thường hay bị đau cơ. Chính vì vậy, chúng ta nên hiểu rằng tập luyện đó chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là đích đến mà chúng ta đang cố gắng tìm đến. Đôi khi có người hỏi tôi, tập luyện mất bao lâu để có được cơ bụng 6 múi? Nhưng để thực sự trả lời cho câu hỏi đó, không quan trọng là mất bao lâu. Khi bạn đã có cơ thể 6 múi thì bạn vẫn phải duy trì tập luyện nó để giữ vóc dáng. Và tập luyện bài tập 7 phút 6 múi thực sự là có lợi cho bạn. 7 phút thật là dễ dàng, và khi bạn tập nó hàng ngày, tạo thói quen và biến nó thành một phần trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ thực hiện nhiều hiệp của bài tập 7 phút này để tăng tính hiệu quả. Và như gì đã nói, chúng ta sẵn sàng để bắt đầu. Tất cả các bài tập này đều rất hiệu quả và người lớn tuổi cũng có thể tập được, không yêu cầu một số kinh nghiệm nào cả mà cũng có thể tập được ở một số bài tập. Bây giờ, mỗi bài tập chúng ta sẽ tiếp tục trong 40 giây với thời gian nghỉ giữa hiệp là 15 giây. Mục tiêu là thực hiện từng bài tập liên tiếp mà không dừng lại trong toàn bộ thời gian. Tất nhiên, nếu bạn cần dừng lại và nghỉ giải lao, vậy hãy dành 1 giây để lấy lại hơi thở và sau đó tiếp tục. Bạn cũng có thể giảm tốc độ và tập luyện với tốc độ vừa phải để lấy lại nhịp thở. Nếu có thể, hãy cố gắng đừng dừng lại nếu bạn là người mới bắt đầu và 40 giây là quá nhiều. Bạn luôn có thể bắt đầu thực hiện mỗi bài tập trong 30 giây và sau đó nghỉ giữa hiệp 20 giây. Hãy thử sau một thời gian để thực hiện thói quen này. Chắc chắn bạn sẽ tăng cường được sức bền và tập đủ 40 giây và nhiều hơn nữa. Nào, chúng ta sẵn sàng để bắt đầu. Nào, vào vị trí cho bài tập đầu tiên. Ở bài tập này, chúng ta sẽ đưa một chân lên và một chân trở lại. Nếu bạn mới bắt đầu tập luyện bài này, bạn chỉ cần đưa chân lên cao nhất có thể, chỉ cần cố gắng giữ chân thẳng. Cuối cùng, bạn sẽ đưa chúng trở lên cao hơn và tách biệt hơn. Chân của bạn càng rộng, bạn càng có nhiều cơ bụng và bạn tập bài này sẽ càng hiệu quả hơn. Bài tập tiếp theo sẽ được thực hiện là nâng cao đầu gối. Đây là động tác gập bụng dành cho người mới bắt đầu, dành cho cơ bụng dưới của bạn. Hầu hết mọi người đều thích tư thế nằm này. Tôi thích bài tập này vì tư thế của nó khá thoải mái. Bạn hãy thực sự tập trung vào việc ép cơ bụng hết sức có thể khi thực hiện bài tập này. Và tất nhiên vẫn điều hòa hơi thở của bạn vào bằng mũi và ra qua bằng miệng. Chúng ta sẽ đến với bài tập nằm nghiêng với khuỷu tay dưới của bạn trên sàn, nâng cao hông lên khỏi mặt đất và cơ thể tạo thành một đường thẳng từ mắt cá chân đến vai. Mở rộng cánh tay trên của bạn sang bên sao cho vuông góc với sàn nhà, đưa tay về phía dưới giữ qua hông và giữ cho chân và bụng thật ổn định, sau đó chuyển động ngược lại với vị trí ban đầu. Tiếp theo, chúng ta đến với động tác bắt đầu tư thế plank truyền thống, ngang vai và chỉ đặt trọng lượng lên các ngón chân. Khi tập trung vào trọng tâm, hãy đưa đầu gối của bạn về phía trước dưới ngực và quay trở lại vị trí ban đầu đôi chân, đưa đầu gối của bạn về phía trước.
Tiếp tục đổi chân và bắt đầu tăng tốc độ cho đến khi cảm thấy dường như đang chạy tại chỗ trong tư thế plank. Tiếp tục chạy trong tư thế plank 40 giây và sau đó nghỉ 15 giây. Nhớ hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Hãy kiểm soát hơi thở của bạn và bạn có thể thực hiện được động tác này lâu hơn. Tiếp theo chúng ta đến với động tác bắt đầu ở tư thế plank, vai trên khuỷu tay, hạ thấp khung xương sườn và siết chặt cơ mông, nhấn các ngón chân của bạn xuống đất và nhảy rộng ra, sau đó trở lại và nếu bạn chưa quen hãy nhớ tự điều chỉnh tốc độ cho phù hợp, hãy cố gắng đừng dừng lại. Tiếp theo chúng ta có bài nằm xuống trên bề mặt phẳng, đầu gối của bạn đưa về với góc 90 độ, đưa tay lên cao hơn vai. Từ vị trí bắt đầu hãy tập trung và vươn cánh tay lên cao nhất có thể, sau đó hạ lưng xuống sàn và lặp lại. Giữ bàn chân thật chặt để lấy thăng bằng, tránh để chân lên một vật gì đó sẽ khiến bạn khó giữ thăng bằng đấy. Nếu bạn tập cùng với một ai đó, hãy nhờ họ giữ chân bạn để hãm lại lực tác động của cơ thể bạn lên chân gây mất thăng bằng. Được rồi, chúng ta đã có những bài tập 6 múi tuyệt vời, 7 phút để tập luyện các cơ bụng 6 múi. Hãy thực hiện những động tác này và hãy kiên trì với nó. Và bạn sẽ bắt đầu phát triển một số cơ bụng 6 múi săn chắc và hãy nhớ rằng bạn càng làm được điều này thì việc thói quen tập luyện mỗi ngày sẽ dễ dàng hơn và bạn sẽ có thể thực hiện các hiệp khi bạn phát huy được sức mạnh và độ bền của mình để việc tập luyện này trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Và để thói quen này có hiệu quả nhất, bạn hãy cố gắng thực hiện ít nhất 3 đến 4 hiệp để hoàn thành bài tập. Và tất nhiên, không chỉ tập luyện là sẽ mang lại cho bạn cơ bụng 6 múi mà bạn còn phải đảm bảo rằng chế độ dinh dưỡng của mình phù hợp, nạp đủ protein để có được sự phát triển của cơ bắp và nạp lại năng lượng cho bạn. Những động tác này sẽ đốt cháy nhiều calo hơn mức bạn đang tiêu thụ đấy. Điều đó sẽ làm giảm tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể của bạn, sẽ làm cho bụng của bạn nét hơn và bạn cần phải tập luyện cơ bụng mỗi ngày để cho phát triển cơ bụng khỏe và mạnh mẽ hơn. Vì vậy, không chỉ tập luyện sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt nhất mà bạn còn phải có kết hợp cả hai, đó là chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã xem video của channel Lyle VF, tập luyện cùng Lyle VF. Và nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút thích nó và để lại bình luận bên dưới. Hãy cho chúng tôi biết video tiếp theo bạn muốn xem về chủ đề gì. Và đừng quên theo dõi channel Lyle VF ngay bây giờ nếu bạn chưa theo dõi nhé, để xem thêm những bài tập thú vị từ Lyle VF. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.